Đây là phần bo mặt nguồn này, là bo công suất này, đây là cái phần tản nhiệt, đây là bo mặt âm sắc này các bác, mới kèm nha, nó chạy 8 sò, 8 sò mỗi vế là 4 con, đây là cái tăng phô được sơn tĩnh điện nha các bác cùng ngắm nó nha. Thì hiện tại là shop chỉ có một con duy nhất này thôi, tại vì con nào thì các bác đều ủng hộ và muốn là đều sở hữu rồi. Và con này sáng nay về với đồ đẹp rồi, là không có điểm trừ như những con khác thôi. Vẫn giá như thế nha các bác, là 17.500.000 bao gồm phí ship. Bên em chỉ làm hàng nội địa Nhật thôi nha các bác, tại vì cái bản 890D nó có hai phiên bản, bản cho xuất cái thị trường thứ ba nó sẽ hai cầu điện. Cái bản đó thì đa số ngoài Bắc thì rất là nhiều, chứ còn hàng ở trong Nam những con hai cầu nó không có các bác. Tại vì hàng nội địa Nhật bên Cam về là chỉ có, hoặc là đấu mạng về là chỉ có 890D của Nhật thôi, nó điện 100V. Còn hàng mà xuất sản xuất cho riêng thị trường thứ khác á, thứ ba á, thì nó là có hai cầu điện, tại vì ở thị trường nó chỉ sử dụng điện 220V thôi các bác. Và để phân biệt những cái model mà 890D hàng nội địa Nhật và hàng loại cho thị trường thứ ba, thì tí nữa em có các bác cũng xem video của em rồi, cứ em đã chỉ cho các bác rồi. Thứ nhất là nó có chuyển cầu phía sau, và thứ hai là cái dây nguồn nó nhỏ tí 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 nha. Cái dây nguồn của cái 890D kia thì nó sẽ nhỏ hơn và bé hơn rất là nhiều so với dây nguồn của hàng nội địa. Đây phía trước các bác, nó mới tinh này nha, mới tinh. 890D thì đặc trưng của nó tiếng rất là nảy, các bác chơi bass 40 là vô tư nha. Đây các bác thấy này, đây là cạnh phải nha, tất cả nguyên zin từ A tới Z và mé đẹp long lanh, chắc từ nước ngoài về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác thể thấy đây là cạnh phải này, cạnh trái. Phía sau em nó trang bị là hai cầu loa AB, A kèm B, đường tín hiệu vào nó có đây rất là nhiều. Và con này series là 0736 này các bác, 0736 này. Các bác chơi sạc Win hay là đi tông những Pioneer 933, 955 đều đánh thoải mái nha các bác. Tại vì 890D lực tiếng nó rất là khỏe, chạy 8 sò 100V. Đây là dây nguồn của hàng Nhật này, còn dây nguồn của thằng nó sản xuất cho thị trường thứ ba thì nó bé một nửa dây này thôi nha. Và nhìn nó rất là rẻ tiền cái dây nguồn đó. Và giá của nó sẽ rẻ hơn con hàng nội địa Nhật. Bác nào lấy thì alo cho em, chuyên khoản đủ thì em bớt chút lĩnh cho các bác nha, cà phê cà pháo. Rồi thì sau đây em mở cái nắp bên này để có cùng xem độ đẹp của nội thất bên trong nha, chứ còn tất cả bao zin tuyệt đối là nha các bác. Đây này, có thấy độ đẹp chưa, để tay vào lấy nét này. Đấy, ngất ngay luôn nha. Vâng, đây là nội thất bên trong của con 890D. Nó tăng phô vuông nha các bác. Và các bác thấy tủ này, bốn cái tủ mới can luôn nha các bác. Đây là phần bo mặt nguồn này, là bo công suất này, đây là cái phần tản nhiệt. Đây là bo mặt âm sắc này các bác, mới can nha. Nó chạy 8 sò, 8 sò mỗi vế là 4 con. Đây là cái tăng phô được sơn tĩnh điện nha các bác, sáng bóng. Giá 17.500, chuyên khoản đủ thì bớt 200.000, còn là 17.3, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, 1.5 triệu 2 triệu là em ship hàng cho các bác rồi nha. Tất cả hoạt động hoàn hảo quá nha các bác. Các bác về mà cắm với tivi thì mình cắm vào cổng quang phía sau nó có hai cổng quang, rồi mình chuyển qua digital này. Đấy, mình sẽ nhận cổng quang, mình qua bộ dây mã DA. Em nó sử dụng dây mã con BM58 của thường sử dụng trên những con Sony các bác. Chỉ rất là nét. Nghe nhạc liên khúc những video mà Bolero ở trên YouTube qua TV xuống công quang. Các bác sẽ đỡ tốn tiền mình mua một con dây mã nha. Rồi em chuyển dừng video, hẹn các bác ở video tiếp theo. Tua 7070. Con này hàng nội địa Mỹ nha các bác, sử dụng điện 110-120. Con này mới về trong sáng nay, để em nhỏ nhặt một tí. Thì em báo giá luôn, con này em báo giá là 23.700 các bác, giá rất là tốt cho các bác nha. Nói chung những dòng receiver bên em đưa về thì nó luôn luôn có mặt, trong vòng cũng tuần hay tuần là nó có hàng về thôi, tại vì hàng đấu mạng nó bay về. Đẹp long lanh nha các bác. Sansui 7070 sexy vàng phiên bản Mỹ. Em này thì cực kỳ nổi tiếng của Sansui rồi, ở phân khúc trên 20. Sử dụng là hai cầu loa ABA cộng B, bass mic chép loa nét vừa ghi vừa trưng bày, đánh những dòng loa Pioneer Sansui.
và chơi cả dùng loa Mỹ, loa châu Âu đều tốt, vì tại vì đặc tính của Sansui tiếng nó nịnh tai và không có kén loa các bác, Sansui nó thế. Nếu các bác nào mình không cầu kỳ mà trong phối ghép thì mình lựa chọn Sansui cho nó tiện các bác, Sansui nó dễ ghép hơn, và muốn cổ điển và trưng bày thì cũng vẫn lựa chọn Sansui. Còn nhiều bác thì khó tính hơn thì mình thích chơi nó gọi là nó kỳ công hơn thì chúng ta chơi những hãng khác. Phía sau rất là keng luôn nha, góc cạnh nha, mình thi đầu vào bản Mỹ nha các bác, 120V, các bác cắm 110, 120. Series là 2908, hai cầu loa. Có thấy đẹp không? Hàng chắc Mỹ về nha các bác nhìn nó khác biệt rất là nhiều so với sản phẩm mà nó trôi nổi, nó xài qua Việt Nam mình rồi nó khác không? Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Về ngoại thất của nó thì quá tuyệt vời rồi nha các bác, không cần phải ngắm nghía gì nữa thì quá đẹp rồi. Bác nào lấy alo cho em Chiến nha, 23.700.000 chiến khoán đủ, em tính 2-3 năm luôn, gọn lị. Giá đợt này con này về khá là tốt đấy, với những sản phẩm về giá nó ngon các bác. Biết rằng thì rất là nhiều bác đi mua những con 7070 này ở chỗ khác lên tới 25 triệu, 25,5 triệu đấy các bác, không phải rẻ đâu, nhiều chỗ họ bán kinh lắm, nhưng tại vì cái chỗ em là em đấu giá trực tiếp quá thì giá nó tốt hơn thôi, họ mua đi bán lại thì nó mới khác, cái đó thì mình phải chấp nhận nha các bác. Đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong của con 7070 bản Mỹ. Đây nha các bác, sexy 7 màu và nó rất là đẹp nha. Tất nhiên là bao riêng tuyệt đối rồi các bác, nên các bác không cần phải nghi ngờ tới vụ đó được, tại vì sản phẩm em về rất là kỹ lưỡng, hàng là hàng chắc từ bên nước ngoài về nên là các bác yên tâm sử dụng nha. Các bác nhìn chắc chưa? Mấy mới kem rất là đẹp. Đây nhìn chân máy nữa, đấy, sáng tròn nha. Rồi video đến đây là kết thúc, em giới thiệu con Sansui 7070 bản Mỹ khá là hiếm. Đây là nội địa Mỹ đấy các bác. Bác nào lấy thì alo cho em Chiến nha, ủng hộ sản phẩm cũng như là ủng hộ em, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh, luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Thì em làm video ngắn thôi, không dài dòng, đơn giản thì cũng như mọi video khác, cũng que xung quanh rồi que chi tiết máy để các bác cùng xem đồ đẹp của sản phẩm để các bác lựa chọn thôi.